Sau khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức đơn vị có liên quan, hàng trăm người dân đã đồng loạt đến cơ quan công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để nộp đơn tường trình, hồ sơ mua bán trái phiếu cùng các giấy tờ có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 4 tháng 10 có hàng trăm bị hại liên quan đến vụ việc nói trên đến để cung cấp thông tin, ghi lời khai và giải quyết theo quy định. Theo chia sẻ của các bị hại, quy trình giải quyết của công an quận Gò Vấp triển khai rất nhanh gọn, hồ sơ nộp bao gồm đơn tố cáo, bản tường trình, bộ hợp đồng trái phiếu, trong đó bản tường trình sẽ được cơ quan công an địa phương cung cấp để người bị hại thực hiện khai báo. Trong cái quá trình điều tra của Bộ Công an này thì nói chung là C03 cũng đã hết sức nhanh chóng và điều tra để giúp dân để mau chóng lấy lại được tiền. Thì mình cũng hy vọng, mình cũng như hàng trăm ngàn nạn nhân hy vọng rằng là nhà nước, đảng và nhà nước cùng với C03 sẽ tiếp tục cái công cuộc điều tra và sớm để cho người dân lấy lại được cả gốc và lãi để trang trải cuộc sống. Công an quận Gò Vấp cho biết, những ngày qua, công an đang tiếp nhận hồ sơ cho các bị hại. Sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan công an sẽ ký biên nhận cho từng người. Thời gian nhận hồ sơ chưa xác định thời hạn.